ở thế giới tương lai, con người chỉ có thể sống tới năm 25 tuổi. Muốn sống lâu thêm thì phải lao động để kiếm thêm thời gian. Trên cánh tay mỗi một người đều có một cái đồng hồ đếm ngược. Trên đó còn lại bao nhiêu thời gian, đồng nghĩa với việc người đó còn sống được bao lâu. Thời gian đã trở thành loại tiền tệ duy nhất. Ăn uống, mua đồ đều sẽ dùng thời gian để thanh toán. Những người giàu sở hữu lượng thời gian khổng lồ đó sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Còn người nghèo thì sống trong lo sợ. Một ngày tỉnh lại, Quinn phát hiện mình chỉ còn lại chưa tới 24 giờ để sống. Người phụ nữ nhìn có vẻ như cũng bằng tuổi anh này, thực chất chính là mẹ của anh. Bởi vì tuổi thọ tự nhiên của loài người chỉ có 25 tuổi, vậy nên dung mạo của mỗi người đều sẽ chỉ dừng lại ở năm 25 tuổi. Hôm nay, hai mẹ con phải chia nhau ra đi làm để duy trì sinh mệnh của mình. Trước khi đi, người mẹ đưa cho Quinn thêm 30 phút, bảo anh đi mua bữa sáng, đồng thời dặn anh tối mai nhất định phải tới trạm xe để lấy thêm một ít thời gian, vì ngày mai là phải trả tiền nhà rồi. Bà chỉ còn lại 1 tiếng rưỡi để sống nữa thôi. Tới công xưởng, Quinn phát hiện cà phê hôm qua mới 3 phút, hôm nay đã tăng lên 4 phút rồi. Trên mặt đất, lại thêm một người vì hết thời gian mà bỏ mạng. Quinn phụ trách sản xuất những hộp sắt đựng thời gian trong công xưởng, tên là hộp thời gian. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Quinn vẫn tới nhận lương giống như thường ngày, nhưng lượng thời gian được phát hôm nay lại chỉ được chưa tới 24 giờ. Nhân viên phát lương nói lượng công việc ngày hôm nay tăng lên, nhưng anh lại chưa đạt tới. Quinn ảo não tới quán rượu giải sầu. Bạn anh Borrow nói có một phú ông đang ở trong quán rượu này, trên tay ông ta có tới hơn 100 năm thời gian. Quinn bước tới có lòng nhắc nhở, sâu sự giàu có như vậy sẽ bị người khác để ý đấy. Anh vừa nói xong, mấy tên cướp chuyên cướp thời gian cũng xông vào, mọi người vội vã bỏ chạy. Quinn cũng nhân lúc hỗn loạn mà đưa anh nhà giàu kia ra ngoài. Hai người chạy vào trong một tòa nhà bỏ hoang. Anh nhà giàu nói thực ra mình tới khu nghèo này là để tìm cái chết, bởi vì anh đã 105 tuổi rồi. Quinn nhìn cánh tay chỉ còn 18 tiếng của mình mà không giấu nổi tiếng thời dài. Lúc này anh nhà giàu đã nói ra một sự thật khiến người ta rợn tóc gáy: nếu như không nâng cao giá cả, bảo đảm tỷ lệ chết, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ được sống vĩnh hằng. Mà nếu như mọi người đều không chết, vậy thì gần ấy người sẽ để đâu cho hết đây. Tới sáng hôm sau, Quinn theo thói quen nhìn lại thời gian trên cánh tay, phát hiện mình đang có tới 116 năm. Trên cánh cửa vẫn còn lời nhắn: đừng lãng phí thời gian của tôi đấy. Hóa ra anh nhà giàu đã lén chuyển thời gian của mình sang cho Quinn, chỉ để lại cho mình đúng 5 phút. Anh ngồi trên thành cầu, vào giây phút thời gian vừa hết, anh cũng ngã xuống sông luôn. Quinn sau khi nhận được khoảng thời gian lớn, việc đầu tiên anh làm là tới tìm bạn mình Borrow, khẳng khái chuyển cho anh ta 10 năm. Sau đó thì mua một bó hoa tới trạm xe đón mẹ mình, nhưng mẹ anh lại không xuất hiện đúng lúc. Quinn cảm thấy có gì không đúng, vội vàng chạy về hướng xe chạy. Hóa ra vé xe tăng giá lên tới 2 giờ, mà người mẹ thì chỉ còn có 1 tiếng rưỡi, chỉ có thể chạy bộ về nhà. Một lát sau, hai mẹ con đã gặp nhau trên một con phố dài. Quinn liều mạng với tay ra, nhưng một giây trước khi bọn họ ôm lấy nhau thì thời gian của người mẹ đã cạn, và cứ thế mà chết ngay trong vòng tay của Quinn. Quinn đau lòng thì rằng nhất định phải khiến đám người giàu đã tạo ra quy tắc thời gian đó phải trả giá. Ngày hôm sau, anh thuê một chiếc xe sang đi tới khu nhà giàu, nhưng tới trạm kiểm tra, phí qua đường lại dọa Quinn sợ tới hết bồn. Ở thế giới tương lai, thời gian trở thành đơn vị tiền tệ duy nhất. Ăn uống, mua đồ đều dùng thời gian để thanh toán. Việc đột tử cũng không còn là một câu chuyện cười nữa, bởi vì ngày nào cũng có người vì hết thời gian mà chết. Quinn vô tình có được tới khoảng thời gian khổng lồ lên đến 110 năm. Đã thuê một chiếc xe xịn, anh muốn tới khu nhà giàu, nhưng vừa tới biên giới giàu nghèo, anh đột nhiên phát hiện cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của anh, bởi vì chỉ riêng phí qua đường thôi đã mất hết 1 năm thời gian của anh rồi. Qua đủ mọi trạm gác, cuối cùng Quinn cũng vượt qua khu thời gian, tới được khu người giàu. Nhưng nhìn anh vẫn là có sự khác biệt, bởi vì những người khác đều rất thong thả, chỉ có anh là đã quen với việc chạy khắp nơi. Ở một bên khác, nhân viên quản lý thời gian phát hiện ra thi thể của anh chàng nhà giàu kia, mà trong camera giám sát gần đó, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng của Quinn, cho rằng Quinn đã giết anh nhà giàu kia rồi trộm đi thời gian của anh ta, lập tức triển khai việc truy bắt anh. Ở bên này, Quinn tới sòng bạc, may mắn thế nào lại ngồi ngay vào vị trí đối diện Philip. Philip là ông chủ ngân hàng thời gian, anh ta hiện nay đã 110 tuổi rồi. Anh ta vén tay áo lên, thấy mình vẫn còn tới 9.860 năm, vung tay một cái liền cược ngay 50 năm thời gian. Quinn cũng liều cược theo 50 năm. Philip lại nâng giá lên tới 200 năm. Quinn chỉ có thể cược toàn bộ gia sản, nhưng may là anh đã thắng. Khi đếm ngược chỉ còn có 3 giây, trong phút chốc Quinn đã trở thành phú ông ngàn năm. Philip rất xem trọng Quinn, liền giới thiệu 3 người đẹp cho anh. Bọn họ lần lượt là mẹ vợ, vợ và con gái của anh. Biểu hiện xuất sắc của Quinn đã thu hút được sự chú ý của con gái Philip, Sylvia. Do thân phận đặc biệt, bất luận Sylvia đi tới đâu cũng có vệ sĩ đi theo, nhưng cô sớm đã chán ghét cuộc sống này rồi. Lúc này, người của cục quản lý thời gian cũng dẫn người tới bao vây chỗ này. Quinn nói 1.000 năm này là anh đánh bạc thắng được, nhưng nhân viên quản lý thời gian căn bản không tin, trực tiếp tịch thu 1.000 năm đó của anh, chỉ để lại cho anh 2 tiếng để lấy lời khai. Quinn không muốn cứ thế mà chết, não anh nảy số một cái, liền bắt cóc Sylvia. Hai người bỏ trốn tới khu dân nghèo. Trên đường, họ không may va vào bẫy của bọn kẻ cướp thời gian. Bọn chúng cướp gần hết thời gian của Sylvia. Sau khi tỉnh lại, hai người đều chỉ còn lại nửa tiếng mà thôi. Quinn muốn tìm Borrow vay chút thời gian, ai ngờ vợ của Borrow lại nói sau khi Quinn cho Borrow 10 năm, anh ta liền bắt đầu điên cuồng uống rượu.
sau cùng thì đã chết trong quán rượu. Lúc chết, anh ta vẫn còn 9 năm thời gian. Win chỉ có thể đem cầm khuyên tai của Sylvia để đổi lấy 2 ngày thời gian. Win gọi điện cho bố của Sylvia, nói là muốn 1.000 năm tiền chuộc. Chút thời gian này đối với bố của Sylvia mà nói cũng chỉ như vài đồng bạc cắp mà thôi. Nhưng ông ta lại không đồng ý, bởi vì nếu để 1.000 năm này tuồn tới khu người nghèo, trình tự kinh tế sẽ bị phá vỡ. Biết tin bố mình không chịu trả tiền chuộc, Sylvia vô cùng đau lòng. Win quyết định thả cô về nhà. Chính lúc này, người của cục quản lý thời gian lại xuất hiện sau lưng của Win. Sylvia không chút do dự mà nổ súng bắn anh ta. Hai người một lần nữa lại bỏ trốn. Chuyển cảnh, một chiếc xe hơi xông vào ngân hàng. Sylvia và Win đã tới cướp ngân hàng của chính bố cô, còn đem một lượng lớn hộp thời gian phát cho dân nghèo. Do bọn họ đều đã chịu đủ những chế độ thời gian vô nhân tính này, ai ngờ việc cướp giàu cứu nghèo lại không cải thiện được cuộc sống của người nghèo, mà ngược lại đã hại bọn họ. Một lượng lớn thời gian được tuồn tới khu người nghèo, ngân hàng cũng lại nâng cao lãi nợ cũng như giá cả ở khu dân nghèo. Người nghèo một lần nữa lại khốn khổ vô cùng. Cuối cùng Win cũng hiểu, chút thời gian mà bọn họ cướp đi đó căn bản không thay đổi được hệ thống thời gian này, trừ khi bọn họ có nhiều thời gian hơn. Ngày hôm sau, Sylvia chủ động tới tìm bố nhận lỗi. Nhân lúc mọi người không đề phòng, Win đã uy hiếp bố của Sylvia. Bọn họ tới một kết bảo hiểm, bên trong không ngờ là lại có một chiếc hộp thời gian lên đến 1.000.000. Bố của Sylvia nói, 1.000.000 nay có thuần tới khu dân nghèo cũng không thay đổi được giai cấp xã hội đâu, nhiều nhất chỉ cũng chỉ được 2 kiếp người, đẳng cấp sẽ lại được vạch rõ may thôi. Win lại không nghĩ như vậy, anh đưa 1.000.000 này cho một cô bé ở khu người nghèo. Lúc này, nhân viên quản lý thời gian cũng tới đó. Anh ta giơ súng lên, Win lại nói không cần rắc rối vậy đâu, bởi vì anh và Sylvia cũng chỉ còn lại 1.5 phút thôi rồi. Nghe tới đây, nhân viên quản lý thời gian ngây ra, cúi đầu nhìn xuống, bản thân anh cũng chỉ còn đúng 5 giây. Hóa ra anh mải đuổi theo Win mà không kịp đến lấy khoảng thời gian ngày hôm nay. Lúc này, Win cũng nhận ra, nói không chừng trên xe của nhân viên quản lý vẫn còn một chút thời gian. Họ chạy vội một hồi, cuối cùng cũng nạp được thêm thời gian nối tiếp cuộc sống kịp, cũng ôm chầm lấy Sylvia vào giây phút cuối cùng đó. Tiếp sau đó, một lượng lớn người nghèo vượt qua biên giới tối khu người giàu, còn Win và Sylvia thì cầm súng bước vào một ngân hàng lớn hơn. Bộ phim đến đây kết thúc.